Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một loài cây rất là đẹp mà hẳn không rằng ai cũng có thể biết được, đó chính là cây tổ yến xoắn. Thì cây tổ yến xoắn là một loài cây thuộc họ dương xỉ, lá hẹp, hoa nhọn ở đầu, tạo thành một dạng hoa rồi. Nhưng mà ở đây thì cây tổ yến xoắn thì nó tạo thành một cái vòm nhìn rất là đẹp. Lá của cây thì mọc vòng quanh tạo thành một hình tròn cân đối giống như một cái tổ chim vậy. Cây tổ yến là một loài cây ưa bóng này, không khí và đất ẩm ướt nên thường được chọn làm cây cảnh trang trí nội thất, trang trí phòng làm việc. Thì mọi người hãy cùng nghe và xem cây đời tìm hiểu về loài cây này có công dụng, ý nghĩa và cách chăm sóc như thế nào qua clip này nha. Trước hết là về đặc điểm chung của loài cây tổ yến ý, thì tên thường gọi đó là cây tổ yến, còn nó có cái tên gọi khác đó chính là cây lan tổ yến, cây lan tổ phụ, cây phơi xỉ tổ yến, và nó có nguồn gốc xuất xứ ở phía châu Á. Về đặc điểm hình thái của cây này thì nó là một loài cây thuộc họ dương xỉ, lá hẹp, hoa nhọn ở đầu này, tạo thành một đô thị hoa. Rồi này, lá cây mọc vòng tạo thành một hình tròn cân đối, lá thì nó có màu xanh tươi non nhìn rất là đẹp, và nó có chiều dài từ khoảng là từ 30 cho đến 40 cm, và có gân sẫm ở các giữa cùng lá. Đây mọi người có thể thấy gân lá nổi lên rất là rõ. Cây này thì nó có tốc độ sinh trưởng rất là nhanh, phù hợp với cây ưa bóng râm, không khí và đất ẩm. Còn về cách công ý nghĩa phong thủy của này cây tổ yến này thì nó sẽ mang đến niềm vui này, sức khỏe, may mắn và nhiều tài lộc cho người sử dụng và rất phù hợp với những người tuổi tốt nha. Còn về công dụng của này cây này thì nó giúp trang trí văn phòng làm việc này, trang trí nội thất này, thanh lọc không khí, hấp thụ các loại năng lượng điện tử thừa độc hại với con người này, phù hợp để giúp cho mọi người, tặng cho người thân, bạn bè trong các dịp đặc biệt như là các dịp dân gia này, dịp tặng sếp và đối tượng làm ai chẳng hạn. Còn về vị trí đặt của loài cây này thì thường được đặt ở các văn phòng và đường và người dân văn phòng rất là yêu thích. Còn về cách chăm sóc của loài cây này thì về chế trước hết là về chế độ nước, thì là loài cây ưa ẩm nên là cần được tưới nước hai ngày một lần vào mùa mưa, còn mùa đông thì nên giảm bớt lượng nước lại nha. Còn về đất trồng ý, thì mọi người nên chọn loại đất trồng than bùn này, chất bùn, cơ sốt, thoáng khí và giữ ẩm tốt, hoặc là đất sét pha chất bùn có độ pH là từ 5.5 cho đến 6.5. Còn có những lưu ý về cách chăm sóc mà cây là như sau. Thì nếu mà thuê ý, thì hãy để nhân viên kỹ thuật đơn vị thì cho thuê cây chăm sóc cây của họ. Còn nếu mà mọi người hãy trồng thì cần có những lưu ý sau, đó chính là tuy cây này nó ưa bóng râm nhưng mà cần được đưa ra ngoài phòng ánh nắng tối thiểu một tuần một lần, còn thường xuyên phải lau lá để tránh cho sâu bệnh cho cây. Mình không nên đổ các bãi chè, bãi cà phê và chậu cây và nuôi dưỡng cho mặt cây nuôi khô thoáng này mỗi tháng một lần, nên tham mang chậu cây ra ngoài trời một tuần nha. Còn không nên đặt trực tiếp cây ở dưới ánh nắng mặt trời này. Khi xuất hiện các lá vàng, lá úa thì phải cắt bỏ đi ngay. Cây bị đụng lá hoặc là các nhánh cây có hiện tượng mềm, đục, và là lúc bạn cần chăm sóc đặc biệt hoặc là thay thế hàng những cây mới để tránh lây lan ra những cái lá khác. Còn nếu mà mọi người thích ý, thì hãy liên hệ ngay qua shop em tại địa chỉ ở góc trái màn hình để em có thể tư vấn trực tiếp và giúp cho mọi người
biết hơn về ý nghĩa và công dụng của cây này. Ngoài ra thì em sẽ tư vấn thêm cho mọi người một số cây khác ở trong Savu, như là một số cây treo ở đây, đó là cây bình an, bởi vì trước là sọc rất là đẹp, có ý nghĩa là mang đến sự hạnh phúc này, như ý và tài lộc cho gia chủ. Còn đây là cây đô la, cái tên rất là hay, mang đến tiền tài, sự vụ cho mọi người trong gia đình. Còn đây là cây vạn lộc, cây vạn lộc đỏ, đang rất là tươi tốt, ra những chiếc lá non rất là đẹp. Trước đầu tiên thì nó ra những chiếc lá non, nó sẽ có màu hơi chân trắng, ngả trắng hồng một chút, nhưng mà sau đó ấy, thì tiếp xúc ánh nắng nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái màu đỏ đặc trưng của cái loài vạn lộc này. Ngoài ra, ngoài vạn lộc đỏ này ra thì còn có một loài, đó chính là vạn lộc trắng với những chiếc lá trắng tinh thì rất là mướt mắt, rất là hợp với những người có mệnh kim, mệnh thổ, mệnh mộc nữa. Đó là một loài tân thảo với những chiếc lá nhìn rất là đẹp mắt nha. Cái này thì với giá cả rất là phải chăng thôi, mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua shop em. Đó là tất cả một số cây mà showroom hiện tại đang có. Thì mọi người thích thì hãy để lại nhắn tin bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp qua hotline của showroom để có thể biết thêm và được khám phá thêm một số loại cây mới. Hello mọi người.